Mọi người nhớ đăng ký và ấn like để nhận những thông báo mới nhất về tập mới ra nhé. Ừ, không ngờ hắn lại vì ta mà luyện hóa tất cả, thậm chí luyện hóa cả bản thân của mình. Đây là huyết ngưng chi thể. Pháp này kế thừa từ trong mẫu thế giới. Không ngờ Đông Phương Thần Quân lại biết luyện chế. Tôn bảo thể này tuy chưa thể nào dung hợp chân ma chi khu, nhưng Đông Phương Thần Quân cũng đã luyện hóa quá nhiều thứ, thánh nhân, á thánh của Hào Môn, thừa ảnh kiếm của Trinh Nhi, thậm chí còn có thân thể của bản thân. Uy Lang không thể nào coi thường. Chúc mừng mẫu thần. Đây là vật gì? Tại sao có thể đọc được ký ức của người khác? Đây là truyền thế hồn khí. Nó vốn do Lê tộc chúng ta nắm giữ. Nếu người có huyết mạch chí thuần, có thể kêu gọi ký ức chi hỏa của tất cả người dân Lê tộc. Cái gì? Có điều bởi vì huyết mạch của con không đủ để thuần khiết nữa, cho nên bảo vật này là phải giao cho mẫu thần. Tại sao không thần khiết? Chuyện này rất là dài dòng. Sau khi được người đưa tới hỗn độn trên đỉnh thần vực, tới lượt ngươi rồi, cũng không biết là còn bao lâu nữa. Góp nhặt từng ngày, chúng ta luân phiên nhau tấn công không gian bích trướng, sẽ có một ngày có thể phá vỡ nó. Chuyện gì vậy? Giống như là một không gian rộng lớn đã sụp đổ. Không gian rộng lớn, chẳng lẽ là Hoàn Vũ mà là La Trinh từng nhắc tới? Có lẽ nào vậy, là một nơi được gọi là nơi thánh nhân ngã xuống. Đông Phương Phù Đảo, âm thanh này là có thánh nhân ngã xuống rồi, ngay cả Hoàn Vũ cũng đã sụp đổ, không biết là vị thánh nhân nào. Hơn nữa ngay cả thánh nhân cũng đã ngã xuống, Thâm Nguyên Ma vực này thật là quá nguy hiểm. Không biết là phu quân có bình an hay không. Không được, phải ra ngoài xem xét tình hình. Chuyện này, tiếp theo nên làm gì đây? Nói nhảm, nói bậy. Thánh Hoàng đã băng hà rồi. Dựa vào đâu chứ? Thánh Hoàng của chúng ta có thực lực mạnh nhất, sao có thể là ngài ấy? Cái gì, người ngã xuống lại là Thánh Hoàng? Vậy còn có ai có thể bảo vệ phu quân? Trong tiên phủ, tiếng động vừa rồi là truyền từ phía tây bắc tới. Hoàn Vũ sụp đổ thuộc về Đông Phương Thần Quân. Đông Phương Thần Quân chết rồi, ngay cả Hoàn Vũ cũng đã sụp đổ rồi, ngài ấy không còn cơ hội sống nữa. Vậy chẳng phải có nghĩa là Hào Môn liên minh chinh chiến ở Thâm Nguyên Ma vực đã thất bại rồi sao? Nếu thật sự là như vậy thì đây là một tin tức tốt. Chỉ là một Đông Phương Thần Quân không đủ tạo ra uy hiếp. Mấy não quái vật của kiếm tộc và huyền nguyệt gia tộc, thực lực không thể nào coi thường. Lý do họ nhiều năm như vậy chưa từng hành động là do e dè hiên viên vệ phía sau Đông Phương Thần Quân. Vậy bước tiếp theo chúng ta nên làm gì? Im lặng quan sát thay đổi. Chỉ là bây giờ Trinh Nhi đang không có tin tức gì. Ta quỷ vực lại ở cạnh Thâm Nguyên Ma vực, không biết bây giờ cậu ấy thế nào. Tầng thấp nhất của băng cùng, coi như cũng ra đây rồi. Nữ nhân đáng chết, nếu không phải là cô ta làm loạn, chân ma chi khu sớm đã là của ta rồi. Quan tài băng bị đẩy ra rồi. Quan tài này vốn là đầu ảnh, cho nên nhục thân không thể nào đẩy ra được. Không ngờ có thể bị không gian chi lực đẩy ra. Tuy nữ nhân đó vẫn luôn ở đây, nhưng Thâm Nguyên Ma vực áp chế không gian pháp tắc, cô ta không thể nào đẩy quan tài ra. Dưới quan tài này đang ẩn giấu thứ gì? Bên trong có chút nằm ngoài dự liệu. Trong hư không, chuyện chính là như vậy. Kiếm não, ngũ tinh si vưu vợ, ta chưa từng nghe nói tới người này. Khi tỷ tỷ rời khỏi mẫu thế giới tuổi tác không lớn, nhân tài Lê tộc ta xuất hiện. Ngũ tinh si vưu vợ tuy lợi hại, nhưng nhiều năm như vậy rốt cuộc vẫn là không ít. Kim não này chắc chắn là đã rời khỏi Lê tộc từ rất lâu trước đây, chưa từng nghe nói cũng là bình thường. Có điều ngũ tinh si vũ vệ đối phó với bàng miểu chắc là sẽ không sao.
Tỷ tỷ, vậy chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Đường. Tuyết sơn này làm sao vậy? Tuyết trên bề mặt đã ít đi rất nhiều. Hình như đã xảy ra một trận tuyết nở, trước đó chưa từng nghe nói tới như vậy. Có lẽ là động tĩnh khi giao thủ ở trong hư không quá lớn, khiến cho tuyết tích lũy bị sụp đổ. Không thể nào, hư không dưới đáy của băng hỏa sơn cách biệt hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Dù có gây ra động tĩnh lớn hơn nữa ở trong hư không, cũng không thể nào lay chuyển được tuyết ở thế giới bên ngoài. Có lẽ là Hàm Thanh Đế ra tay chút giận. Chuyện này cũng có khả năng. Chắc là hắn đã chạy từ sớm rồi. Tóm lại chúng ta phải rời khỏi quan tài băng trước đã. Ta vì chân ma chi khu này chiến đấu lâu như vậy, cuối cùng lại để hai tiểu tử các ngươi lấy đi mất. Nếu không có chân ma chi khu, cô không thể nào rời khỏi Thâm Nguyên Ma Vực hay sao? Nói thật, ta muốn rời khỏi Thâm Nguyên Ma Vực, không phải dựa vào chân ma chi khu, mà là cần khống chế được Thâm Nguyên Ma Vực. Đợi đã, đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Vậy thì bây giờ, là ai đang khống chế Thâm Nguyên Ma Vực?